lấy ác trị ác, quả báo dành cho ai. Trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của danh sĩ Kỷ Hiểu Lam có một câu chuyện như sau. Ở thôn nọ có hai mẹ con Triệu Tam, vì nhà quá nghèo nên phải xin làm người ở cho nhà họ Quách. Hơn một năm sau, khi người mẹ qua đời, Triệu Tam đang ngủ thì nằm mộng thấy mẹ hiện ra nói rằng: "Con à, ngày mai tuyết rơi lớn, bên dưới tường nhà sẽ có một con gà chết cống vì lạnh. Chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho con, nhưng con chớ có ăn. Do ta đã từng trộm 300 đồng của chủ nhân, nên Diêm Vương phán ta chuyển sinh thành gà để trả nợ. Ta đã đẻ đủ trứng trong đời này để trả hết số nợ, nên có thể đi được rồi." Hôm sau, quả đúng như giấc mơ, có một con gà mái chết cống dưới bức tường nhà. Chủ nhân bèn đến thưởng cho Triệu Tam, nhưng anh nhất quyết không ăn mà khóc lóc mang gà đi chôn cất. Chủ nhân thấy lạ bèn gặng hỏi. Triệu Tam đành đem sự thật kể cho ông nghe. Từ đó ông Quách đối xử rất tốt với Triệu Tam và coi anh như người nhà. Qua đó có thể thấy một đạo lý rằng luật trời vốn rất công bằng, kẻ trộm dù có bị pháp luật trừng trị hay không thì vẫn phải trả nợ theo cách khác. Kết cục của lấy ác trị ác. Trong cuốn Hưng Khởi Hành Kinh kể rằng, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài từng bị bệnh đau nhức xương khớp. Nhiều người không hiểu vì sao Ngài đã tu thành Phật đức độ như vậy lại có thể bị bệnh. Phật Thích Ca giải thích rằng đây là do nghiệp lực còn sót lại từ kiếp trước, kiếp này phải hoàn trả. Trong đời trước, Đức Phật từng là một vị danh y tinh thông y thuật. Một lần, ông trị bệnh cho con trai một ông lão giàu có. Cậu ta hứa sẽ báo đáp thật nhiều vàng bạc châu báu. Vị danh y đã dốc sức chữa khỏi cho anh ta. Nhưng sau đó, anh ta lại tham lam mà không thực hiện lời hứa. Không những vậy, anh ta còn lặp lại chuyện này thêm vài lần nữa. Đến lần thứ ba, vị danh y vô cùng phẫn nộ nên lên kế hoạch trả thù. Ông cho cậu thanh niên uống một loại thuốc độc lấy mạng anh ta. Đến đời này, vị danh y chuyển sinh thành Phật Thích Ca Mâu Ni, còn con trai ông lão chuyển sinh thành Đề Bà Đạt Đa, người từng là đệ tử của Đức Phật, nhưng sau đó lại hãm hại Ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bởi vì ta cho con trai vị trưởng lão uống thuốc độc dược, khiến anh ta bị chết oan, nên ta đã bị đày xuống địa ngục. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chịu đủ mọi cực hình thống khổ, về sau được chuyển sinh thành súc sinh và chịu khổ trong cõi ngạ quỷ. Cho nên, mặc dù kiếp này đã tu hành, nhưng vẫn phải chịu đau do nghiệp lực kiếp trước gây ra. Việc ác nào rồi cũng phải hoàn trả. Đời này không trả, đời sau trả. Nếu vì ai đó làm ác với ta mà ta ra tay hại lại họ thì cũng tính là làm ác rồi. Đây chính là lấy ác trị ác, cũng phải hoàn trả nợ nghiệp. Kẻ cắp gặp cao nhân, cách xử lý vẹn toàn. Thiền sư Lương Khoan là một nhà tu hành người Nhật Bản. Cuộc sống của ông rất đạm bạc. Hằng ngày, ngoài việc ra ngoài hồng truyền Phật Pháp, ông thường ở trong một túp lều dưới chân núi. Một buổi tối khi ra ngoài trở về, thiền sư thấy một tên trộm đang lục lọi túp lều của mình, nhưng có vẻ không tìm được gì giá trị. Sợ làm kinh động đến kẻ trộm, ông bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc ra và đứng bên ngoài đợi. Đến khi tên trộm đi ra, gặp ngay vị thiền sư khiến anh ta rất hoảng hốt. Nhưng vị thiền sư chỉ điềm nhiên nói: "Anh bạn, đường xá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi. Tôi không đành lòng để anh về tay không. Đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh." Nói xong, ông cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Hắn xấu hổ, cúi đầu chạy thẳng xuống núi, không dám nhìn lại. Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: "Thật đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường anh xuống núi."
vài hôm sau khi thức dậy, thiền sư nhìn thấy chiếc áo khoác của mình được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng. Ông mỉm cười nói, cuối cùng ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi. Bình thường ai cũng ghét kẻ trộm, nhưng sau Lương Khoan lại thấy anh ta đáng thương. Là người học Phật Pháp, ông hiểu rõ luật nhân quả rằng trộm đồ người khác sớm muộn cũng phải gặp quả báo, có khi phải chuyển sinh thành động vật để trả nợ. Đó chính là đáng thương. Nếu như ai cũng minh tỏ lẽ nhân quả này, hiểu thấu quan hệ giữa đức và nghiệp, thì sẽ có thể kiềm chế được cái tâm của mình và đưa ra hành động sáng suốt.